Làm thế nào để chúng ta có một cuộc sống khỏe mạnh, sung túc và hạnh phúc? Đây là một cái mục tiêu mà là con người ai cũng muốn chinh phục. Nhưng tại sao có những người họ làm được mà có rất nhiều người vẫn chưa làm được? Tại vì đơn giản là có những cái quy luật mà có một số ít người đã biết và họ đã thực hành một cách thành thạo. Còn có những người vẫn chưa biết, hoặc là biết nhưng mà chưa có thực hành. Chúng ta biết là trên đời có hàng triệu bản nhạc, nhưng nó cũng chỉ đi ra từ 7 nốt Do, Re, Mi, Fa, Sol, La, Si. Chúng ta có 1 năm, 100 năm, 1000 năm, 1000 triệu năm, nhưng cuối cùng cũng đi ra từ 7 ngày: thứ hai, thứ ba, thứ tư, thứ năm, thứ sáu, thứ bảy, chủ nhật. Có hàng triệu cái màu sắc trên đời, nhưng mà cuối cùng nó cũng bắt đầu từ 7 cái màu căn bản, đó là đỏ, cam, vàng, lục, lam, tràm, tím. Có hàng triệu cái mục tiêu mà chúng ta muốn, nhưng nó đi ra từ 7 cái điều quan trọng mà chúng ta cần phải rất là thành thạo. Nếu như mà chúng ta không thể nào mà thiết kế cho mình một cái cuộc đời khỏe mạnh, sung túc, hạnh phúc, tự do, thì làm sao chúng ta có thể dạy điều đó cho con cái chúng ta được? Trong hơn 16 năm làm cái công tác đào tạo con trẻ về phẩm chất, tư duy, kỹ năng, năng lực cốt lõi, tôi nhận ra rằng là dù tôi và đội ngũ có nỗ lực đến như thế nào, mà nếu mà phụ huynh không thành thạo và không hiểu 7 cái quy luật này, thì chắc chắn cái kết quả nó cũng không thể tốt đẹp được. Tất cả những cái học trò của tôi mà nổi tiếng, thành công và có những kết quả tốt đẹp trên các cái chương trình truyền hình như là Siêu Trí Tuệ, Siêu Trí Nhớ, tại vì có sự đồng hành của cha mẹ, có sự hiểu biết của cha mẹ để cùng chúng tôi thực hiện cái việc giáo dục con trẻ. Trong ngày mùng 5, mùng 6 tháng 11 năm 2022 tới đây, tôi sẽ tổ chức một chương trình offline dành cho phụ huynh, giúp quý vị hiểu 7 cái quy luật căn bản để giúp cho quý vị có một cuộc sống khỏe mạnh, vui vẻ, hạnh phúc và sung túc. Dựa trên cái việc mà chúng ta hiểu biết này và chúng ta thực hành một cách thành thạo, thì chúng ta đem nó để chúng ta ứng dụng trong cái việc nuôi dạy con cái chúng ta thành tài. Nếu quý vị thực sự yêu bản thân của mình, yêu con cái của mình, yêu gia đình của mình, thì click vào cái link bên dưới để tìm hiểu thông tin và đăng ký ngay hôm nay để chúng ta kịp có vé tham dự trong chương trình tuyệt vời này.